mần mấy lon vô ăn cho sung thầy. Cái em làm ăn ẩu tẻ cũng vừa vừa thôi nha. Khi em làm em không có được nhậu nhẹt một lon nào hết cho thầy á. Làm cái nghề này nó rất là nguy hiểm. Chú ý nè, các em lấy cục gạch này nè các em. Các em cứ nhìn thẳng vô cái mặt của bạn Tý nha các em. Các em văng mạnh lên. Đó, cái lý thuyết là nó quậy. Cái đó là lý thuyết thôi nha các em. Bây giờ chúng thầy mới thực hành nè. Thầy hôm nay thầy nhục quá các em ơi. Các em chú ý nhìn thầy nè, nhìn kỹ vô thầy. Các em nhìn thầy nè, nhìn cái động tác của thầy vô. Chào Phương. Nói chung là em tới thầy nè, em cũng vớ quá đúng không? Đó thầy chỉ á, thầy ví dụ á, thầy quăng gạch nó bị rớt xuống đất. Đó là một cái ý là cái gì ta, cái kiểu mà mình thực hành để cho các em hiểu á, là rớt gạch nó rất là nguy hiểm, các em đừng có đứng gần để các em quăng. Các em hiểu không? Thầy cho em mượn áo đi cua chai được không thầy? Trời ơi, cái áo này của thầy là cái áo đi cua gái. Thì một thì có thầy mới mua 20 đô đó các em.